Tết là dịp để sum vầy, Tết là dịp để đoàn viên. Dù một năm đã qua có bao điều lo lắng, có bao nỗi vất vả, thì những ngày Tết ai cũng mong được về sum họp cùng với gia đình. Những nụ cười rạng rỡ sau một năm lao động vất vả cùng lòng cảm kích từ những sẻ chia thực sự đã nhân lên những niềm tin, niềm hy vọng cho hàng triệu công nhân. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng các cấp công đoàn trong tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức và thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động. Trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và triển khai nhiều giải pháp để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, cũng như chăm lo, hỗ trợ, động viên người lao động vượt qua đại dịch, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn tỉnh có hơn 62.000 công nhân lao động làm việc ở 201 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc, nghỉ việc luân phiên. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét và hỗ trợ hơn 2.500 trường hợp người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Năm 2020, tiến hành ký kết bản thỏa thuận hợp tác với 19 đối tác tham gia chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Kết quả, có trên 7.500 đoàn viên người lao động được thụ hưởng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Chương trình mái ấm công đoàn trong năm 2020 đã xét hỗ trợ sửa chữa 10 nhà và làm mới 119 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả các quỹ xã hội góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho đoàn viên người lao động với nguồn vốn là gần 2,3 tỷ đồng. Tổng số tiền chăm lo Tết Nguyên đán năm 2020 và năm 2021 là hơn 171 tỷ đồng, với 517.008 suất quà cho 262.958 lượt đoàn viên công nhân lao động. Riêng tổng số tiền chăm lo dịp Tết Tân Sửu 2021 là hơn 122 tỷ đồng, trong đó tổng số suất quà cho đoàn viên công nhân lao động là 262.958 suất và hỗ trợ xây 45 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở. Tết sum vầy kết nối yêu thương là chương trình do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hàng năm, không chỉ đem lại niềm vui cho công nhân lao động mà còn thu hút sự chú ý, đồng hành, ủng hộ của công đoàn cơ sở và đặc biệt là của chủ sử dụng lao động. Các hoạt động của tổ chức công đoàn thực hiện trong Tết sum vầy mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, động viên người lao động sau một năm làm việc vất vả, đồng thời sẻ chia với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ đón Tết cổ truyền vui vẻ và đầm ấm, từ đó yên tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, địa phương, doanh nghiệp. Tết sum vầy kết nối yêu thương, để nhà nhà có Tết, người người hạnh phúc với mùa xuân, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đó cũng là điều mà cả xã hội chúng ta đang phấn đấu và mong đợi.